Về mới thăm nội. Nội nói sao chị? Nói về thăm nội chị xúc động. Về thăm nội mà nói tao mới gửi đồ ăn về cho ông Phú. Đồ con vậy đó. Vậy là nội là chưa hay đâu, chưa biết sao. Cho nội hay. Dạ. Tôi mới gửi sữa cho ông cha em về cho ông Phú ngày hôm qua. Mà không dám nói với nội. Dạ. Từ đây về về nhà của nội Phú là xa không chị? À, xa xa thì có thể là giấu được mà mình sợ, ý là sợ gần á. Nhưng mà ở trên xóm người ta thì cũng biết, người ta có giấu dụng. Dạ. Bây giờ người ta xem được video. Có dặn ở sớm hết chưa chị? Mà chỉ giấu được vài ngày thôi chứ đâu. Sợ chị có những cô bác vô tình á. Sợ vô tình mà cô bác mà cứ nghĩ nội biết á mà nói cho nội biết. Đỡ con cái bà nội lớn tuổi thì chắc cũng không có đi đâu ra ngoài nhiều đâu. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tập TV. Lần đầu tiên mình tôi gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình tôi dẫn cô chú chị qua cái người nhà đang đào một cái nguyệt để chôn nằm ở trên cái mảnh đất của bà ngoại luôn. Buổi sáng ngày hôm qua. Đào móc luôn. 3-4 lớp len gì chứ. Vậy là nghĩa là mình luôn. Mình chôn sâu xuống luôn hả? Mét luôn, sâu 1 mét luôn hả? 1 mét sâu. Dạ. Cũng như là cái này mình chôn mà chứ không phải là họ không có chôn nổi như mấy cái chỗ địa phương khác. Cũng là cũng như là chôn ở trên. Cũng chôn là những cái chỗ mà đất mình mất cái gì vậy. Vì là đào xong giờ tới chiều chắc có thể là mình xây được xong rồi. Sáng giờ ăn uống chưa, đào quá trời quá đất ta. À, khỏi ăn quên. Đào no rồi ha. Mở nó chảy kìa. Mở cho bớt đi. Dạ, cũng anh cũng bà con gia đình hả? Dượng hả? Dạ, Dượng thứ tư. Dạ. Tư hả? Dạ. Dượng tư. Vậy là khoảng 2 lớp nữa quá. Cháu đến đây là cũng hết duyên làm con của anh chị rồi đó. Cái này là 2 lớp hả? Hả anh thợ đào? Chắc còn 2 lớp nữa quá. Ông ngoại còn, bà ngoại còn, cha mẹ còn. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Cố gắng lên chị, niệm Phật đi chị. Niệm Phật đi chị ơi. Niệm Phật để hồi hướng cho cháu đi chị. Dù sao thì sự việc cũng đã như vậy rồi, mình muốn thay đổi cũng là duyên số mà Phú đó là ngoan lắm không chị. Hình như là em Phú có duyên với chị tới đó. Mình cũng cố gắng để giữ cái sức khỏe mà lo cho cháu nữa chị. Cái này thường là nó nói là người đầu bạc tuyển trẻ cho tuyển người đầu xanh. Hôm qua nay chị có ra nơi đây chưa? Nó đúng hơn là lá xanh cũng chứ lá vàng. Về đây thấy chị không có nổi, không có tìm được cái cảm xúc. Em chẳng có đi đâu, hôm qua nó em nghĩ ở chỗ đó luôn. Anh nhỏ cháu, nó còn đưa vô cho. Dạ, thì mình phải cố gắng ăn uống để mà có sức khỏe, vượt qua cái nỗi đau này nha. Nghe em chứ mình đừng có bỏ phí, rồi ảnh hưởng rất là nhiều quá, thì buông xuôi tất cả luôn, còn thêm khổ nữa. Cố gắng lên nghe em gái. Duyên của cháu hết rồi, đến đây là hết rồi đó. Tiếp đi. Hả? Thở. Thú người thở đi. Nó được mấy cục đâu. Mình có xây gạch ấy không anh hay là chôn sống luôn? Em cũng gạch nên em cũng thôi chứ không có gì đâu. Xong rồi gửi cho cháu đi chùa đi cũng rất là tốt. Sớm nghe được tiếng kệ lời kinh mỗi ngày để cháu mau siêu thoát.
vô đi chị ơi, vô đi, chị đi ra đây rồi, chị nhìn chị chịu không nổi. Không có thợ sẵn à? Không có thợ tự nhờ làm sao? Có thợ. Hôm nay có xong rồi, đầu ngày mai là sẽ đưa cháu về đây ăn nghỉ. Thì đây là cái đất nhà của ông bà ngoại của chúng chị. Đổi tăng thêm cầu thủ à? Cái này là mình xây lên ở dưới đó, mình có xây không anh? Dưới đó không thợ kìa. Không thợ. Ở mình phía dưới mình có đổ bê tông ở dưới không, hay là có đổ cho nó là một lớp bê mình mới xây lên rồi đổ lên trên mới xây nấm hết trơn, nấm gọn nhỏ cho nó thôi. Vì bên hông mình có xây từ dưới lên không? Không có, đất thịt thì Vậy là mình ngào nữa, mình ngào ngào bê tông mình đổ luôn. Ngào bê tông đổ luôn. Rồi mình bó cứng cái áo quan ha. Thì lên trên nó xây nấm gọn lớp này xuống được. Dạ, nói chung còn nhỏ thì mình không nên xây nó to quá. Thứ nó hao tốn nữa. Vậy là gà tới chiều cũng xong ha, cũng làm cho xong để cho nó cứng mai mình. Mai mới để xuống được. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Anh thợ cũng đã có lòng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình trong lúc này ha. Thì video thì mình sẽ cập nhật tiếp tục gửi của chú chị. Bây giờ thợ thì cũng đang đào nguyệt để vào ngày mai thì 9 giờ sẽ hạ ấm chai tại đất của ông bà ngoại. Thấy rất là tội của chú chị. Kẻ đầu bạc tiệt kẻ đầu xanh, ông bà cha mẹ còn nhưng phải đưa tiễn con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Người mẹ ông bà khóc sức mất ngàn qua nay. Và thêm bên tơ mời của chú chị theo chân bên tơ vào phía trong nhà để chia sẻ lại hoàn cảnh, là chung là quay lại cái quan tài của em cho phú cho cô chú chị xem. Rồi mời cô chú chị theo chân bên tơ vào trong ạ. Giờ chỉ thương cho bà nội, cứ nghĩ cho cháu Phú còn đi làm, cứ gửi sữa, gửi đồ đồ thì giấu luôn, phải gửi cái gì phải nhận. Thường bao lâu là Phú mới về quê chân lần chị? Dạ, bà nội nè, bà nội lớn tuổi nè. Bà nội lớn tuổi rồi. Dạ. Bà nội chắc khoảng 80 hả chị? Nội 8 mấy luôn á. 8 mấy rồi hả? Bà nội 8 mấy rồi ha. Dạ. Bà nội vậy mà bà nội còn di chuyển bình thường không chị? Sao chị đứng đây nè chị? Bà nội nói sao chị? Cái này hồi năm rồi hay năm trước gì đó. Bình tĩnh chị. Chị xúc động rồi chị nói. Sao chị? Về mới thăm nội. Bà nội mới nội nói sao chị? Nói về thăm nội chị xúc động. Về thăm nội bà nội nói tao mới gửi đồ ăn về cho ông Phú. Đồ con vậy đó hả? Vậy là nội là chưa hay đâu, chưa biết. Không giống cho nội hay. Dạ. Mới gửi sữa cho ông cha em về cho ông Phú ngày hôm qua. Mà không dám nói với nội. Dạ. Từ đây về nhà của nội Phú là xa không chị? Chắc cũng khoảng cây mấy. Xa thì có thể là giấu được, mà mình sợ ý là sợ gần á. Nhưng mà sợ, ở trong xóm người ta chắc cũng biết. Người ta giấu dùm hết dạ. Bây giờ người ta xem được video. Có dặn ở xóm hết chưa chị? Mà chắc giấu được vài ngày thôi chứ đâu. Sợ có những cô bác vô tình á. Sợ vô tình mà cô bác mà cứ nghĩ nội biết á, mà nói cho nội biết. Đỡ con cái bà nội lớn tuổi thì chắc cũng không có đi đâu ra ngoài còn nhiều đâu. Dạ, bà nội nhà không ai, dạ. Sợ có người nói thăm mà chứ. Dạ. Cũng nói để thỉnh thoảng đi vui vui rồi chị em về đó, cũng nói cho bà nội biết đi, chứ để bà nội 100 tuổi bà nội cũng biết cháu đi chứ. Thì chị cái lúc nào mà bà nội đang khỏe khoắn trong khỏe, nói chung là cái tinh thần á. Thì nói từ từ ra. Chứ mà cái lúc bà nội yếu thì mình không có nên nói. Chị em về đầy đủ, khi nào bọn dạ. Khỏe nói cho bà nội nghe để ăn. Dạ. Dạ. Chứ để con, thí dụ có một hai đứa mà nội mệt cũng biết làm sao. Sốc quá trời sốc. Thôi mình cũng cố gắng lên chị ơi, cố gắng lên. Thì em cũng đã mất rồi, mình gắng lo tròn cái việc mai táng cho em đi. Rồi lên chảnh chuột xe rồi về nữa. Cô là sao? Dạ cô ruột. Cô ruột, dạ. Bữa đó cô có đi chảnh không?
Dạ không, tại vì ông nội của dâu mất á, rồi dạ. Chưa liệm cho nên nó để hai đứa cháu nhà cho giữ, rồi thành ra bữa đó kẹt không đi được. Dạ. Thì mấy cô mời rồi đi. Dạ, cô ở gần đây không cô? Nó trên Tiểu Cần á. Tiểu Cần. Dạ. Dạ, chắc cũng hơi xa xa hả? Đây em cảnh cũng khoảng cả chục cây á. Dạ. Dạ. Thấy mẹ của em Phú rồi gì vậy? Còn hôm giờ chị ngủ được không chị? Dạ ngủ ngon. Mỏi mỏi mệt mỏi. Đuối mệt mỏi. Đuối quá. Chị gắn ăn uống vô đi. Buổi sáng nhỏ cháu nấu. Mai con được chút nào? Dạ có. Gắn ăn uống vô giữ gìn sức khỏe chị ơi. Tùy lắm rồi. Dạ. Vừa làm đồ chay cho chị sớm giờ về cũng sớm mà chị dạy lên má đó nó lo với này xong bỏ bà ngoại rồi mà nổi biết bà nổi ăn uống gì được không mà chạy chả mua tí rồi cha ăn má ăn mất hết rồi nãy giờ chị chả nói chuyện má chút chị mới xuống đây chị bà nội lúc này cũng khỏe hả cha hả chị dạ mấy bữa nay cũng khỏe dạ. Thì nói chung cũng mừng những cô chú anh chị mạnh thường quân thương gia đình nó cũng giúp đỡ bà nội cũng bệnh nhiều bệnh lắm bà nội bị tim rồi tiểu đường rồi huyết áp dạ cho nên là hai cái chứng bệnh nhiều khi bà nội cũng mệt hoài. Lớn tuổi hả cô? 86 rồi. 86 rồi, lớn rồi. Thì đây là cái nhà của ông bà ngoại, cũng như là bé Châu Phú, không có nhà cửa thì ba mẹ thì cũng đi làm xa. Thì mượn cái nhà của ông ngoại của Gạch Sao á, thì tổ chức lễ tang cho Châu Phú. Thì của chú chị thấy rất là vắng, của chú chị không có khách luôn cái này. Chỉ có người nhà có mấy người à. Ngày hôm qua thì bà con hàng xóm thì cũng đi đông đông chút. Ngày hôm nay thì rất là vắng luôn. Không còn ai hết thì ngày mai 9 giờ sẽ làm lễ đồng quan cháu chú Phú về nơi an nghỉ cuối cùng. Tìm lắm hả cô? Tại vì hôm qua con ra cái quán nước mà kia cái chủ quán cũng nói là hay ra mua xì tin hả? Về là ra mua xì tin. Em biết, ở chợ cũng vậy á. Cứ uống là uống xì tin miếng. Em nói nó có chất da. Ngày uống nhiều lắm, 3-4 chai gì luôn á. Hồng cũng vẫn uống. Mà la không được. Cứ uống miếng à, không la được. Không cấm nước nó được. Ngày qua bạn nó xuống hút cho nguyên một lốc cho nó. Là bạn chơi chung ở trên trọ đó, ở chỗ làm đó mà chị? Hồi cái lúc mà đi mấy anh em đi đó lúc đi chung rồi vớt nó không được đó cũng tội cho nhỏ từ chợ nó cũng lặn lội ra đó mấy trăm cây số luôn á mình quá trời xa mà từ chợ mà chạy về mình về đây rồi còn ở hay về rồi cô? Dạ thôi về muốn được có mấy tiếng gì về thương hôm qua hôm qua mấy chú này cũng vấn cũng có trả lời dạ. Mấy thương mến bạn mà chạy vượt mấy trăm cây số để thắp cho bạn kia nha mình cuốn như lúc mà bạn học nó lợi hết kiểu ngồi cái con người ta thì có mình mất yeah. Nói chung là ai cũng đau lòng hết đó, cô thân tụi cháu thấy đây mà còn sót còn đau lòng huống chi là người nhà người ta nói thấy mà nó còn đi học á thì nó mất cái bạn với lại gì vậy đúng rồi còn này nó nghỉ học mấy năm rồi mấy nghỉ mấy năm chị học mấy lớp mấy nghỉ còn thi một môn cuối cùng lớp 5 á là nó nghỉ á à. Một môn cuối cùng thôi mà cũng tính ra là 10 năm dạ, rồi cô giáo mới làm lén á cô giáo làm lén đằng cho nó tròn cái hết cái lớp 5 á rồi cô giáo còn điện cho cha mẹ nó láo nhà trường có điện nói là về ban đêm chở cháu về ban đêm để làm nữa mà thật sự nó không chịu về cô giáo dùm làm cho cuối cùng một môn cuối cùng nữa chung mà cái nó gì? Không chịu về cái nào nó cũng không chịu về để làm một môn cuối cùng hết là tới giờ mà ngày qua nay bạn nó lợi cũng mười mấy hai chục đứa gì đó. Ờ bạn học cấp 1 cũng còn nhớ ha à, nghe còn tin học cũ ở đây á chứ không phải mà mình nó còn đang học nữa mà cũng hay ha ai nói mà hay tin là đến chắc có mẹ nó coi trên Facebook chắc coi Facebook coi nó biết yeah. Chứ một đứa không nói không biết đâu chắc nó coi nó biết thì nó đi học nó cũng nhau nó đi yeah.
Thấy bên này thấy khách cũng vắng ha chị. Sáng hôm nay đi đông mà giấc này vắng. Dạ. Chắc tối nay chắc nó lại tới đông. Dạ, tối thì tối ban đêm đông. Mọi người ai thì cũng mất làm. Thì bây giờ chỉ còn anh của cháu Phú, thì giờ anh chị cố gắng mà giữ sức khỏe, còn lo cho cái người anh nữa. Em cảm ơn chị với anh với cô. Nghỉ ngơi đi chị. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.